Chương trình thời sự tiếp tục với các hoạt động thăm chúc Tết Nguyên Đán Quý Mão. Thưa quý vị, sáng nay ông Phạm Viết Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đến thăm Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Binon Cacao, Bệnh viện Bà Rịa, Công ty Basifood và Bệnh viện Dũng Tàu. Lãnh đạo tỉnh nghe các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022, đặc biệt là việc chăm lo Tết cho người lao động. Phát biểu tại mỗi nơi đến, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Gặp gỡ các y bác sĩ tại bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến khốc liệt. Nhân dịp năm mới, Bí thư tỉnh ủy chúc đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.